nước Mỹ dốc toàn lực an ninh cho lễ nhậm chức Tổng thống. Trong bối cảnh nước Mỹ vừa trải qua một trong những kỳ bầu cử chia rẽ nhất và dư âm về cuộc bạo loạn tại Tòa nhà Quốc hội ngày 6 tháng 1 vẫn chưa qua, an ninh trước ngày nhậm chức của ông Joe Biden được siết chặt ở mức tối đa. Một ngày sau khi Hạ viện bỏ phiếu luận tội Tổng thống Donald Trump lần thứ hai với cáo buộc kích động cuộc tấn công vào Tòa nhà Quốc hội, lực lượng an ninh đã dựng thêm hàng rào dây thép xung quanh đồi Capitol, nơi ông Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, cũng như quanh Tòa án Tối cao và Thư viện Quốc hội. Buổi diễn tập lễ nhậm chức vào cuối tuần bị rời sang ngày 18 tháng 1 vì lý do an ninh, theo tờ Politico. Trung tâm thủ đô Washington DC giờ được so sánh như vùng xanh khu vực an ninh nghiêm ngặt tại thủ đô Baghdad của Iraq. Từ ngày 13 tháng 1, phương tiện giao thông bị cấm đi lại tại hầu hết khu vực trung tâm và những người đi vào vùng bảo vệ có thể bị chặn lại để kiểm tra. Thị trưởng Washington DC Marianne Browser đã kêu gọi người dân tránh đến khu trung tâm và thông báo 13 ga tàu nằm trong chu vi an ninh sẽ bị ngừng hoạt động trong nhiều ngày. Theo AFP, mật vụ Mỹ dự tính phong tỏa toàn bộ khu vực công viên National Mall, nơi tập hợp hàng trăm ngàn người trong mỗi kỳ tổng thống mới nhậm chức chúng ta sẽ bảo đảm rằng buổi nhậm chức diễn ra an toàn và tổng thống đắc cử Joe Biden cùng phó tổng thống đắc cử Kamala Harris được tuyên thệ nhậm chức, phó tổng thống Mike Pence phát biểu trong cuộc gặp lực lượng an ninh bảo vệ đồi Capitol. Trước đó, cục điều tra liên bang Mỹ FBI cảnh báo các cuộc biểu tình vũ trang đang được lên kế hoạch tại toàn bộ thủ phủ của 50 tiểu bang và Washington DC trong giai đoạn cuối của kỳ chuyển giao. Để đề phòng, nhiều hãng hàng không hôm qua thông báo sẽ không cho phép hành khách ký gửi vũ khí trên các chuyến bay đến khu vực thủ đô trước ngày nhậm chức. Các khách sạn ở trung tâm đã lần lượt đóng cửa trong khi dịch vụ Airbnb cũng hủy đặt phòng tại khu vực trong giai đoạn này. Tính đến nay, Mỹ đã huy động 25.000 vệ binh quốc gia bảo vệ lễ nhậm chức của ông Biden. Con số này tăng 5.000 người so với con số được xác nhận hồi đầu tuần để hỗ trợ nhiệm vụ thực thi pháp luật liên bang và chuẩn bị an ninh trong lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Tướng Daniel Hawkinson, người đứng đầu lực lượng vệ binh quốc gia, cho biết các binh sĩ và phi công được bố trí xung quanh thành phố để bảo vệ thủ đô của nước Mỹ. Nhiều tiểu bang và vùng lãnh thổ cũng triển khai lực lượng vệ binh đến thành phố Washington, DC để hỗ trợ sự kiện tới sau khi xảy ra cuộc bạo loạn tại khu vực tòa nhà Quốc hội Mỹ vào ngày 6 tháng 1 vừa qua. Trong khi đó, theo tướng Hokasson, gần 7.000 vệ binh được triển khai theo yêu cầu của cơ quan mật vụ, cảnh sát quốc hội và cảnh sát công viên Mỹ. Cơ quan quản lý công viên quốc gia đã đóng cửa đài tưởng niệm Washington đến hết ngày 24 tháng 1 và dịch vụ cho thuê nhà phòng trực tuyến Airbnb thông báo hủy đặt phòng ở khu vực Washington để hạn chế người biểu tình đổ về thủ đô. James Nas, người phát ngôn của hiệp hội các thống đốc quốc gia cho biết, mặc dù thủ phủ các bang đều gặp các đe dọa và bạo lực trong nhiều năm, tình hình hiện tại là cá biệt kể từ sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Giới chức Mỹ liên tục cảnh báo các âm mưu bạo loạn, biểu tình và gây rối xảy ra trước, trong và sau lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử. Một trong những âm mưu khiến cảnh sát Mỹ lo ngại nhất là những người biểu tình sẽ bao vây tòa nhà quốc hội, Nhà Trắng và tòa án tối cao, sau đó sẽ ngăn cản các nghị sĩ dân chủ vào tòa nhà quốc hội, thậm chí ám sát họ để phe Cộng hòa có thể kiểm soát chính quyền. Chia sẻ trên Fox News, quyền Thứ trưởng Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ Ken Cusinelli ngày 12 tháng 1 cho rằng mặc dù có nhiều cảnh báo nhưng những đe dọa nhiều khả năng sẽ không xảy ra trên thực tế mặc dù vậy một nguồn tin am hiểu các báo cáo và phân tích tình báo cho biết fbi đang xem xét nghiêm túc những cảnh báo về các cuộc biểu tình trong ngày ông biden nhậm chức mới đây nhất mỹ đã bắt một cựu binh sĩ kêu gọi tấn công vũ trang nhằm vào cuộc biểu tình đó là người từng tham gia chiến đấu cùng với dân quân người kut chống lại tổ chức nhà nước hồi giáo is ở syria sau khi đối tượng này kêu gọi một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào những người biểu tình ủng hộ tổng thống donald trump ở bang florida trong thông báo, Bộ Tư pháp Mỹ nêu rõ, các nhân viên thực thi pháp luật liên bang hôm nay đã bắt giữ Daniel Baker ở Tallahassee vì phát đi thông tin có nội dung đe dọa bắt cóc hoặc gây thương tích. Baker đã đưa ra lời kêu gọi những cá nhân có cùng chí hướng đối đầu bạo lực đối với những người biểu tình trung lập tại tòa nhà quốc hội ở bang Florida vào ngày chủ nhật tuần này. Thông báo cũng cho biết, theo truyền thông địa phương, ba cơ đặc biệt kêu gọi những người khác tham gia cùng anh ta trong việc bao vây những người biểu tình trung thành với Tổng thống Trump và sử dụng súng để giam giữ họ tại tòa nhà quốc hội của bang. Theo Bộ Tư pháp, Baker đã từng tham gia nhiều cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ vào mùa hè năm ngoái và sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để truyền bá, khuyến khích những người theo dõi anh ta về cách thức vô hiệu hóa các nhân viên thực thi pháp luật. Bà Cờ thường đăng các bức ảnh và video về nhiều loại súng trên YouTube. Trong một động thái liên quan, Hạ viện Mỹ cũng dọa truy tố các nhà lập pháp hỗ trợ bạo loạn. Theo đó, phát biểu trước các phóng viên ngày 15 tháng 1, bà Pelosi khẳng định những kẻ gây bạo loạn cùng các tội phạm sẽ phải đối diện với công lý. Tuyên bố của lãnh đạo Hạ viện được đưa ra sau khi Mike Trujillo. Nghị sĩ Dân Chủ đến từ bang New Jersey cho biết đã nhìn thấy các đồng nghiệp dẫn đầu một số nhóm đi do thám đổi capital một ngày trước sự cố. Theo báo Guardian, hơn 30 nhà lập pháp Dân Chủ đã cùng ký tên vào lá thư do bà Sheryl khởi xướng để yêu cầu thêm thông tin về những chuyến đi khả nghi nói trên. Tại cuộc họp báo đầu tiên của mình kể từ khi Hạ viện bỏ phiếu thông qua nghị quyết luận tội Tổng thống Trump lần 2 với cáo buộc ông kích động bạo loạn, bà Pelosi cũng nói sẽ xem xét lại an ninh trên đồi Capitol. Qua chức này thông báo, Trung tướng về hưu Rusen Honorer vừa được cử phụ trách nỗ lực tái đánh giá tình hình an ninh trong khu vực. Ông Honorer được biết đến nhiều nhất với vai trò giám sát các hoạt động cứu trợ nhân đạo ở bang Louisiana sau siêu bão hủy diệt Katrina bà Pelosi từ chối tiết lộ chi tiết về thời điểm sẽ đệ trình điều khoản luận tội Tổng thống sắp mãn nhiệm lên Thượng viện. Theo quy định, trong trường hợp việc đó được thực hiện trước ngày 20 tháng 1, sau khi nhận được văn bản của Hạ viện, Thượng viện sẽ phải bắt đầu một phiên tòa khác xác định liệu ông Trump có bị kết tội và bị phế chuất hay không. Mặc dù phiên tòa nhiều khả năng sẽ diễn ra sau khi ông Trump mãn nhiệm và Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, như kế hoạch của lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell, nhưng việc kết tội có thể ngăn ông Trump ra tranh cử Tổng thống lần nữa. Dù vậy, cũng có nhiều ý kiến cho rằng việc phế chuất không thể ngăn ông Trump tái tranh cử. Cho dù Hạ viện quyết định luận tội Tổng thống và sau đó ông Trump bị kết án trong phiên tòa tại Thượng viện rồi bị phế chuất, Tổng thống Trump vẫn không bị cấm tranh cử vào năm 2024, CNN cho biết. Thay vào đó, sau khi 2 phần 3 số phiếu tại Thượng viện quyết định phế chuất Tổng thống, các thượng nghị sĩ sẽ phải bỏ phiếu một lần nữa để tuyên bố ông Trump không đủ tư cách tái tranh cử. CNN dẫn lời Ross Gaber, luật sư điều tra luận tội và chính trị dạy tại trường luật Tulane cho biết Thượng viện bắt buộc phải kết án và phế chuất Tổng thống thì mới có thể tiếp tục bỏ phiếu, cấm ông Trump tranh cử lần nữa. Tuy nhiên, việc ông Trump có bị tước quyền tái tranh cử hay không vẫn là điều chưa thể chắc chắn. Từ trước đến nay, chưa Tổng thống Mỹ nào bị Thượng viện kết án. Lịch sử cũng chỉ ghi nhận trường hợp thẩm phán từng bị tuyên bố không có tư cách đảm nhận chức vụ trong tương lai. Trong Hiến pháp Mỹ, việc không đủ tư cách được nhắc đến như sau. Không đủ tư cách để đảm nhận một chức tước danh dự, có lợi tức hoặc lợi lộc trong chính quyền Mỹ. Ông Gaber lưu ý rằng Quốc hội và tòa án chưa giải quyết vấn đề liệu chức vụ Tổng thống có được xem là chức tức danh dự, có lợi tức hoặc lợi lộc trong chính quyền Mỹ hay không. Nếu có, Thượng viện sẽ có quyền cấm một người bị luận tội và kết án, nhận nhiệm vụ đó trong tương lai. Bản tin của kênh tin tức 24 giờ online đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình nước Mỹ trong các bản tin tiếp theo. Kính mời quý vị và các bạn đón xem. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.